Xin chào mọi người ạ. Bây giờ thì cũng tối rồi. Thì con cũng nói luôn một cái tin thật sự là rất là bất ngờ luôn. Thì cái lý do mà tại làm sao mà cái video mà em Dũng gặp nạn này cứ lên lại bị xóa, lên lại bị xóa. Thì con cũng nói luôn là do bị kẻ xấu hãm hại mọi người, lại bị kẻ xấu tức là phá kênh YouTube của anh em chúng con. Vì thế là cứ đăng video lên lại bị xóa mất. Thì đây con cho mọi người xem bằng chứng luôn. Đây. Đây ạ. Tức là cái video đây, cái đầu tiên là cái video em Dũng đây. Đấy, tức là cái video em Dũng gặp nạn đây. Tức là bị bị bản quyền, bị tức là bị người ta chơi xấu đây này. Là cái người tên là Nguyễn Trần Tiến này là đã đập gậy cái video đấy, và bây giờ video đấy lại không còn nữa, thì con sẽ bắt buộc con lại phải đăng lên cái kênh của con. Thì nếu mà có gì nữa thì khả năng là người ta sẽ lại đánh cả tiếp cả kênh của con nữa. Thì vì thế mọi người xem, nếu mà cứ xem thấy xong mất thì mọi người cũng thông cảm cho anh em chúng con, bởi vì là anh em chúng con không muốn như thế đâu, mà do là có bị kẻ xấu chơi đểu mọi người ạ. Đấy, con cũng rất mong là bây giờ mọi người vẫn tiếp tục đồng hành và theo dõi anh em chúng con ạ, ủng hộ cho anh em chúng con ạ. Đấy. Bây giờ thì con sẽ đăng luôn cái video này lên để cho mọi người cùng biết là tình hình của em Dũng và tất cả mọi thứ, mọi chuyện xảy ra như thế nào ạ. Alo. Dạ vâng. Ai bị tai nạn ạ? À? Tên là gì anh? Ở đâu anh nhỉ? À? Người có việc sao, vì sao anh? Dạ, vâng. Có cái nào ở trong tiệm anh em ở nhà hết chưa? Đó đấy. Anh Khoa ơi, còn thiếu ai không? Có công không? Không chưa. Công trong nhà xử lý xe không? Có Khoa đâu? Khoa đúng rồi, đi ra đây, có việc gì vậy? Thế nào? Kiểm tra xem là còn thiếu thế nào không? Mới có một người người ta gọi điện bảo là công an, nó ở bên công an mà nó đang có một người bị tai nạn. Thế con gọi cho mình làm gì? Dũng đâu Khoa? Dũng đâu? Dũng đâu? Dũng công không? Công không? Nó nghỉ mà. Nó đi đâu? Biết, nó bảo là nó bận chút việc, nó nghỉ rồi. Chúng ta công vứt trong nhà đây. Một... Hả? Gọi ra thế nào, xem nó có thiếu thế nào đó, trong việc đâu? Việc nó hỏng, vụt hỏng đi. Nhưng mà làm sao? Công an nó gọi, có người tai nạn đây này. Nó đưa đi cấp cứu rồi. Người nhưng mà có phải người anh em của mình hay không hay là... Thích thích mày... Gọi nó xem nào. Nó bảo là nó có việc, nó đi có việc mà. Đi việc gì phải biết, phải nắm bắt được chứ. Quân số trong tiệm, sao lại thuê bao? Sao lại thuê bao nhỉ? Ủa? Lại thế nào gọi là... Thuê bao khách vừa gọi, tạm thời không. Chắc chắn là nó phải liên quan đến trong tiệm của mình hay là như thế nào nó mới gọi vào số của tao chứ. Nó bảo là người nhà anh bị chứ. Gọi lại hỏi xem. Họ xem nó không biết, nó ngất rồi thì hỏi được à, nó biết, nó hỏi nó tên gì, nó bảo nó không biết. Ô tích. Sao lại tai nạn ở đâu đấy? Gọi biết đi xem nào. Chứ gọi bây giờ thuê bao rồi. Thì nó bảo vậy là nó đi đâu? Nó không bảo đi đâu, nó bảo em bận, em có chút việc thôi. Nó còn lại cùng nữa sao nào? Nó bảo em nghỉ, chứ em bận có chút việc. Nó không bảo đi đâu đâu. Thuê bao rồi. Bao. Vừa năm ngoái vừa bị tai nạn xong, giờ lại tai nạn. Nếu mà đúng là nó thì nhục nhã đấy. Anh ơi, không phải gọi anh đâu. Sao đấy? Cái gì? Nào, xem này. Ô, xe hình Dũng đây, mà. Xe hình Dũng đúng không? Phải không? Vừa mới đăng lên à? Vừa mới đăng lên xong.
mà đây còn à, ảnh nó nữa nè. Ôi đúng, 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 đúng rồi, đúng rồi. Nó rồi. Chuột đi đâu rồi. Máu kìa. Ui, lại thằng Dũng rồi. Ui dồi ôi. Nó đang nó không đăng địa chỉ ngã cho nào à? À đây 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 đây, đây. Có đây mà. Đây điện nó lại cho thằng công an. Nó hỏi xem có địa chỉ này. Ở 8, 8 nhưng mà ở khu nào chứ. Đưa xem nào. Cái ảnh đấy là đúng thằng Dũng rồi. Chả thằng Dũng thì ai. Đây là đoạn được qua chỗ chuồng cấm 1, cấm 2 dễ đây này. Bây giờ thế này nhá. Cấp cứu ở Việt Nam đúng không? Bây giờ tao với mày đi cùng tao, mày đi cùng tao. Còn đâu anh em dồn hết lên trên chỗ ngã đây xem nào. Bởi vì để xem là giải quyết người xe cộ thế nào. Còn người thì người ta đưa đi cấp cứu rồi. Ôi trời ơi. Máu toàn thế. Đúng nó rồi. Đúng rồi. Từ từ. Thằng máu cơ. Cái gì nhờ bảo cái gì nhờ. Ôi này đau thế này. Máu bê bét này. Đi 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 đi. Nhanh đấy đi. Đi xem nào. Ôi vùng gần hết người rồi. Mấy người. Đấy, nhưng mà tao bảo cái gì nhỉ? Tao đang bảo cái gì làm cái gì thế? Đi. Nó đưa đi rồi thì bây giờ tao mày đi xuống viện. Từ nó đi mà có tiền chứ. Thật công. Mày chạy ra quán, ra chỗ điểm rút tiền đấy. Mày bảo là đưa cho anh Dương 20 triệu, xong anh Dương tính sau ra làm việc với người ta sau. Đưa lấy cho tao về 20 triệu đây để người ta đi. Vâng, vâng, vâng. Gọi cho người ta đi. Để đi. Gọi cho người ta đi. Không phải gọi, cứ đi đi. Gọi là cái gì đó, người ta biết, quen biết rồi, không phải lo. Xem nào có cái xe nào gọi để đi chứ. Vâng, đéo đi được, không đi được xe máy đâu. Rồi, đang vừa nữa. Tao bấy, run đẩy hết trong tay. Anh Huy có quen cái đội xe không? Hết điểm nào ở biển kia. Anh gọi quen cái đội xe, anh gọi một người xem nào. Ôi dồi. Thế là mới gọi cho mày luôn à? Anh gọi cho tao luôn à? Không, anh cho em một xe xuống dưới này, đưa em xuống dưới viện này. Sao lắm máu thế nhờ? Thằng này bị nặng rồi. Đi viện 105. Vâng, vâng. Đi gấp. Xuống luôn nha, bọn em đang đi, cần đi gấp. Này bị nặng. Vâng, vâng, vâng. Máu nhiều lắm. Đấy đi, xe xuống. Đấy đi, xem nào. Xem có cần chuẩn bị gì không? Đấy đi, xe xuống phát là quần áo của nó. Quần áo. Quần áo phải lên nha, nó mới có chứ. Làm gì ở đây, nó toàn quần áo đi làm thôi. Cầm tạm cho nó cái chăn, cầm tạm cho nó cái chăn cái gì. Chẳng nghe nó là không có bộ quần áo nào đi chơi ở đây à? Không. Đây có quần nào đó, có ở đây thôi. Lấy quần áo của tao. Nó bẩn rồi. Đi đâu lại này. Chăn ở dưới viện nó khác có. Có nó không ấm vào cái chăn mình đâu. Ấm thì bây giờ cấp cứu mày phải lo gì nhỉ? Ở trong phòng nó có điều hỏa ấy. Phòng cấp cứu nó có điều hỏa ấy. Có điều hỏa á? Thằng này. Thì cứ ôm đi. Và lo bò trắng trăng. Cứ ôm đi. Cần thì mình mang thằng mình vào còn lo gì. Cứ ôm đi. Xe lo gì. Xe còn lâu không anh? Đây lan xuống luôn rồi. Ôi. Nào nó. Đi đâu nhỉ? Tết nhất đến nơi rồi. Nãy thì còn gì nữa. Lại là một chuyện nữa xảy ra. Đau đâu. Nhức á. Thế nó bảo mày nó đi đâu. Nó không bảo đi đâu, nó bảo là nó. Thế mày phải hỏi kỹ là sao mày phải hỏi kỹ chứ. Kỹ nó không nói, nó bảo anh nó có việc bận thì hỏi nó làm gì, nó nói chắc việc riêng cái gì của nó ấy. Nó không muốn nói thì hỏi nó nói nào được. Việc riêng cái gì? Ở trong cái tem này chẳng có thằng nào thằng việc riêng hết cả. Ôi. Lạnh thế ngay mà bị ngã đầu như thế thì chống thế nào được. Mà không biết là cái máu đấy là máu ở đâu ra mà lắm thế luôn đấy. Sợ nó đâu mà ra thế gì. Thôi đừng nói nhiều nữa, đừng nói nhiều nữa, bình tĩnh. Bình tĩnh. Ồ.
Huy dọn gọi điện giục xe đi. Cấp cứu mà bây giờ không có người nhà mà cũng chưa chắc là cũng nhập viện cho rồi. Xe Chờ một tí. Thằng camera cắt cam đi. Đi lấy đồ của tao đi. Vâng ạ.